Thiện Nam Vlog chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm đặc biệt mà mình đặt từ Lazada, gọi một món đồ chơi, và mình mua cái món này với giá là 229.000. Đây, thanh. Và để biết bên trong có cái gì thì xin mời các bạn cùng theo dõi video nha. Mình mở ra thôi. Bây giờ mình sẽ mở cái món đồ này ra nha các bạn. Như hồi nãy mình nói á, đây là một món đồ chơi. Bạn nào mà thích chơi đồ chơi giống như mình á thì hãy comment xuống dưới nha. Chúng ta đồng sở thích với nhau đó. Bây giờ mình sẽ mở món đồ chơi trị giá 229 ra nha. Mình đặt cách đây khoảng 4 ngày thì bây giờ đã giao tới các bạn. Lazada đi làm việc rất là ok. Nhưng mà theo mình biết là tùy sản phẩm nữa nha. Nè, ví dụ như cái này đó, mình thấy nè, mở ra là thấy gói rất là chỉnh chu luôn. Đó, một lớp mút ở ngoài nè. Cái lớp mút này là đệm, là để đựng cho cái... Đây, em nó đây. Hành. Đây là phi tiêu, trò chơi phi tiêu các bạn. Nhưng mà thường thường chúng ta hay biết là trò chơi phi tiêu á, là nó bằng cái mũi kim rồi phóng vô cái bảng gỗ đúng không? Hoặc là một cái phi tiêu có cái đầu 500 phóng vô cái bảng bằng sắt. Thì không phải là hai loại đó. Bảng phi tiêu này là bảng phi tiêu đặc biệt, rất an toàn và đặc biệt là nó có độ chuẩn xác cũng rất là cao. Bây giờ mình mở ra thử nha. Nè các bạn thấy không? Hai lớp là nó được bọc bởi một cái miếng xốp này nè. Cho nên là khi mà mình mở ra thì mình thấy nó còn nguyên vẹn, nó không bị mớp méo gì cả. Mình đánh giá cao về cái cách gói hàng của cái nhà cung cấp này. Rồi, đây là mặt trước, có hình phi tiêu ha. Ở đây mình thấy có chữ 6 BCS, có nghĩa là 6 cái mũi phi tiêu các bạn. Có hiệu là Safe, Dark Set gì nè. Tiếng Anh thì mình đọc như tiếng tiếng Tàu vậy đó, mình không biết gì vậy. Uniwear, Shop Duck Tip, Safe Enough, vậy thôi sao. Đó, nói chung là mặt trước vậy ha. Rồi, mặt sau nè. Đây, mặt sau là nó cũng có hướng dẫn vô hồng tâm nhiêu điểm nè, rồi màu xanh nhiêu điểm, nói chung là các kiểu. Ok, rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn. Đầu tiên là một cái mình nghĩ đây là cái chân của cái phi tiêu các bạn, cái chân của lọt của cái bảng phi tiêu. Và đây em nói đây, cứng vậy trời. Mình lấy từng cái ra trước nha, cái gì có trước mình lấy trước. Đây, một bộ gồm 3 mũi phi tiêu màu xanh lá cây, một bộ mũi phi tiêu màu đỏ, tổng cộng là 2 bộ là 6 mũi phi tiêu nha các bạn. Rồi mình để qua bên ha. Rồi đây, nhân vật chính đây thì coi còn gì ở đây không. Rồi hết rồi. Đây, bảng phi tiêu đặc biệt, không phải bằng sắt, cũng không phải bằng gỗ, nó là bằng nhựa hoàn toàn các bạn. Bây giờ mình coi cái cách hoạt vận hành của nó như thế nào, làm sao mà phóng dính được nha. Thì mình sẽ mở ra một cái bộ phi tiêu trước. Đó, mình mở màu xanh lá cây ra trước nha. Thay vì những mũi phi tiêu khác là những mũi phi tiêu bằng kim nhọn để đâm vô bảng gỗ, hoặc là mũi phi tiêu bằng nam châm để phóng vô bảng sắt, thì đây là một mũi phi tiêu, các bạn thấy không, cái đầu nó là bằng nhựa nha các bạn. Bằng nhựa rồi nó sẽ găm lên cái bảng này như thế nào. Ở trên cái bảng này nè các bạn thấy không, đây là những cái gọi là cái nó có gai nhựa các bạn. Khi mà phóng vô, ví dụ như mà phóng vô đây nè, kịch là nó như thế này nè. Đó, cho nên là cái này nó sẽ rất an toàn với trẻ nhỏ. Và đặc biệt nó không có bị, ví dụ như các bạn chơi mà phi tiêu nam châm á, khi các bạn phóng vô
đôi khi nó không dính luôn các bạn. Đôi cái nó lắc nó rụng vô chỗ khác thì cái việc mình phóng thì nó sẽ không chính xác các bạn. Tuy nhiên cái này thì một phát là dính luôn, đặc biệt là nó không có nguy hiểm nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó mình treo lên rồi mình chơi thử nha. Let's go. À, vì ở trong quán mình, ở trong phòng lạnh đó các bạn, thì khách đang ngồi, họ đang nghe nhạc, mình sợ làm phiền họ cho nên mình quyết định là mình chơi ở ngoài sân luôn nha. Đây, mình sẽ để cái bảng phi tiêu lên cái quạt hơi nước này và mình sẽ gắn cái chân nó như sau. Chúng ta có thể treo nó lên bằng cách là đóng một cái đinh xong rồi sọt vô cái lỗ này nè rồi mình treo lên. Cách thứ hai là chúng ta dùng cái chân mà trong cái bộ này nó có sẵn á, mình gắm vô đây nè. À, ok, nó thành một cái chân đứng các bạn. Bây giờ mình sẽ để nó lên đây ha. Mèo đi ra chỗ khác con. Đây, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ chơi thử nha. À, cái bảng này nè các bạn, nó chỉ nó hướng dẫn là ví dụ như mình bắn vô hồng tâm á là mình sẽ được 50 điểm. Mình bắn vô cái màu xanh lá cây này thì mình được 25 điểm. Còn mà những cái ô này nè, những cái bắn vô những cái ô này nè, mình sẽ được tương đương với lại cái số điểm mà cái viền đó. Ví dụ như mình găm vô cái này thì mình được 19 điểm. Thôi nói chung là vậy đi. Rồi ví dụ như mình bắn vô cái màu đỏ này, màu xanh lá cây này cũng có cái điểm khác nữa. Và bạn nào mà biết cái cách chơi mà cụ thể thì comment xuống dưới nha, để chia sẻ cách chơi với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử coi mình phóng được nha các bạn. Bây giờ mình phóng nha. Đấy, phóng mạnh hơn xíu nha, nãy mình phóng nó hơi bị nhẹ. Ồ ghê không? Ghê không? Màu đỏ, vô màu đỏ luôn nè. Để đây, lên đây coi màu đỏ nè. Mèo. Yeah, phóng khoát màu đỏ luôn. À, làm lại cái nữa nè. Đứng, bây giờ mình đứng xa hơn nha. Bây giờ khoảng cách của mình đứng là khoảng chừng 2 mét luôn. Rồi. Không trúng là bây giờ mình làm lại nha. Nói chung là cái này mình phải mau phóng mạnh tay, nó tương tự giống như là phi tiêu bằng kim đó các bạn. Nếu mà mình phóng nhẹ nhẹ hờ hờ á thì nó sẽ không dính đâu. Thử nha. Đứng xa luôn, 3 mét luôn nè. 16 mét 50 sút vào nè. Hi. Ừ. Hi. Mình phóng giống cái viền các bạn. Hi. Mình chơi dở các bạn ơi. Làm lại nha. Hây. Ồ. Ây. Nói chung là mình phóng rất là gà, nhưng mà mình nghĩ là mình tập một thời gian nữa thì mình sẽ phóng tốt nha các bạn. Nói chung hôm nay là mình review cái bản phi tiêu bằng nhựa này, rất an toàn, rất chính xác luôn. Nói chung là mình phải phóng mạnh các bạn ơi. Đó. Dạ, mình nói cái mặt mình bằng cái bảng luôn. Nè, cái kích thước nó bự lắm các bạn. Tại vì mình để xa đó đó. Không, cái mặt mình bự rồi, các bạn đừng quan tâm cái mặt mình. Nói chung là cái phi tiêu này mình có thể mình sử dụng mà sau những giờ học hoặc là những giờ làm việc á, các bạn có thể treo trong bàn làm việc luôn. Treo trong phòng làm việc luôn. Rồi treo kế bên bàn học, rồi nhiều khi mình học tập hay làm việc căng thẳng mình quay qua mình chơi. Hoặc là ví dụ như nhà bán trà sữa như mình vậy nè, thì mình để khách chơi luôn. Ví dụ như khách vô cá cược với nhau, ai nhiều điểm thì sẽ thắng, thì được người ít điểm nhất bao trà sữa, ví dụ như vậy. Ok. Nói chung mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy bấm cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm nhiều video khác nha các bạn. Và gần đây thì mình rất ít ra video cho nên là mình rất cần sự động viên, tạo động lực của các bạn dành cho mình để các mình có thể làm nhiều video khác. Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Hey. Thank you.